Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản, thời gian gần đây, hàng loạt các doanh nghiệp lớn đang rơi vào tình trạng thương hiệu và hình ảnh dự án của mình bị các doanh nghiệp mới thành lập làm nhái, gây nhiều thiệt hại cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Một trong những nguyên nhân chính đó là bản thân doanh nghiệp phần lớn chưa có ý thức về việc đăng ký bảo vệ nhãn hiệu. Chia sẻ tại buổi trò chuyện, ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hưng Thịnh Phát đưa ra thống kê, hiện nay mới chỉ có khoảng 20% trong số các doanh nghiệp bất động sản quan tâm và thực hiện việc này. Và nhận định các doanh nghiệp cần phải thay đổi nhận thức về việc đăng ký để bảo vệ được thương hiệu của mình. Thì đây là một cái hiện trạng mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta thì chưa coi trọng cái vấn đề thương hiệu nhiều. Thì đây là một cái rất sai lầm. Tôi nghĩ rằng là cái thương hiệu trong tương lai cũng như là về lâu về dài nó cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đây nó là một cái nền tảng của một cái thương hiệu, nền tảng của một cái công ty nó phát triển. Rõ ràng chúng ta phải nhận thức cái này rất là quan trọng. Trong tương lai thì rõ ràng là tất cả các doanh nghiệp khi chúng ta hình thành, rõ ràng chúng ta cần phải có một cái quan điểm và một cái đặt vấn đề là bảo vệ cái thương hiệu. Trong thực trạng các thương hiệu, nhãn hiệu của các doanh nghiệp bất động sản bị đánh cắp và trùng lập quá nhiều, cần thiết phải có những giải pháp thực tế từ chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi cũng có những cái bộ phận pháp chế và bộ phận quảng cáo phát triển thương hiệu để thường xuyên theo dõi trên cái mạng thông tin xã hội để xem nắm bắt những cái vi phạm của các đơn vị liên quan để chúng ta có những cái hành động tức thời. Thì cái việc mà chúng ta cần phải có cái sự làm việc với cả các cơ quan hữu quan như Thanh tra Bộ Khoa Công nghệ liên quan tới Sở Hữu Tệ để mà chúng ta có những cái xử lý với những cái đơn vị này. Tuy nhiên theo ông Hồng, việc quan trọng nhất để có thể bảo vệ được thương hiệu của mình là doanh nghiệp phải có ý thức đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ ngay từ khi xây dựng được ý tưởng của dự án. Đồng tình với quan điểm của ông Hồng, nhà báo Phạm Ngọc Tuấn, tổng biên tập báo Diễn đàn Doanh nghiệp cũng chia sẻ, với nền kinh tế thị trường hiện nay, đầu tiên các doanh nghiệp phải chủ động bảo vệ lấy thương hiệu của mình. Ông Tuấn cũng trao đổi thêm giải pháp, bên cạnh những đơn vị hỗ trợ thì truyền thông và sự thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của người tiêu dùng cũng là những giải pháp hiệu quả để tạo dựng giá trị thương hiệu. Mà trong cái lực hỗ trợ đó còn một cái đối tượng cũng rất quan trọng nữa đó mà anh em tôi đang ngồi bao quanh các anh chị đây. Thưa các anh chị đây, tất cả tôi đây, đấy là cái giới truyền thông. Và giới truyền thông cũng là một cái lực lượng hỗ trợ các anh chị rất quan trọng. Và trong cái lực hỗ trợ đó, tôi nghĩ rằng chúng ta không bỏ qua một cái vai trò của một cái góc chiều, cái chiều quan hệ thứ ba đó là người tiêu dùng. Chúng ta không quan hệ họ dưới góc độ là những người mua, mà chúng ta quan hệ đó là họ đối tác trong vấn đề phối hợp và cùng chúng ta tạo dựng cái giá trị thương hiệu đó. Một giải pháp cũng đã được đánh giá mang tính khả thi cao, đó là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng cần đóng vai trò trong việc giải quyết và bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp bất động sản. Cái tên tiếng Anh cho đến tên tiếng Việt, rồi đến slogan, rồi đến cái logo đều được kiểm tra khá kỹ càng. Nếu như có một cái sự trùng lập, ví dụ như cùng cái chữ là smart, thì trong đó là có cái smart ấy, nhưng mà cái tiếng nghĩa khác thì nó khác đi, thì cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn chấp thuận. Nhưng mà chính vì cái đó nó mới dẫn đến cái chuyện dấp dính là có những cái tên là gần giống nhau. Và cái này nó dẫn đến cái chuyện là phức tạp. Về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng đã đưa ra những biện pháp để các doanh nghiệp có thể bảo vệ được thương hiệu của mình. Đầu tiên là doanh nghiệp phải tự ý thức bảo vệ cái tài sản của mình bằng cái quyền tự bảo vệ mà trong luật cũng quy định. Thứ hai nữa là anh có thể dùng được các cái biện pháp công nghệ cao. Thế rồi là có những cái biện pháp ví dụ như chúng ta thông qua truyền thông để bảo vệ tài sản của mình là bằng cách là tuyên bố quyền sở hữu của tôi đối với các quyền sở hữu tuệ. Và khi mà có sự xâm phạm ấy, thì anh phải đăng ký, phải được nhà nước bảo hộ. Thì lúc ấy nhà nước mới có công cụ để giúp doanh nghiệp mà trong cái việc bảo vệ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm để đặt được tên cho sản phẩm. Đó là đặt bằng những từ ngữ không có nghĩa. Các từ ngữ đó không liên tưởng đến ngành của mình đang kinh doanh, hoặc bằng những cái tên dự án khó phát âm để tránh những cái tên gần giống hoặc làm nhái.